Quyền sứ dừa xin chào cả nhà. Thì hôm nay em mời cả nhà cùng em xem tiến độ xây cầu Rạch Miễu 2 khu vực phía bên bờ Bình Đức hôm nay có những gì thay đổi mới hay không. Mời cả nhà cùng xem. Rồi và bây giờ em từ khu vực này em sẽ di chuyển đến phần cầu Sòi Hộp đang được xây dựng nè. Thì khu vực này đã được tiến hành đổ bê tông cái phần bệ cho mố cầu. Và hôm trước thì em thấy để nhiều cái đồ vật tư ở đây ha. Nay đã được dọn dẹp nè và chuẩn bị làm những công đoạn tiếp theo. Thì em có chia sẻ hai ngày trước, hôm nay em quay lại khu vực này thì thấy ở đây cũng chưa có gì thay đổi gọi là nhiều, và có vẻ thì toàn video này tiến độ em nghĩ thấy là có vẻ khựng lại hơn so với những lúc trước chia sẻ video. Ở đây là phần sẽ xây được cái phần trụ cầu để bắt dầm cầu qua vượt sông cái rạch Sòi Hộp này. Bên đây thì vẫn đang tiếp tục làm những cái lồng thép, ống thép để khoan cọc nhồi. Và từ đây em sẽ di chuyển sâu vào trong đến khu vực làm những cái phần trụ cầu của cầu Rạch Miễu 2. Và đến khu vực này thì em thấy sẽ hình thành một phần trụ cầu ở khu vực này. Đã được đổ bê tông khoan cọc nhồi ha. Và những đầu cọc đã đưa lên, chuẩn bị thì đào hố cọc nhồi và sẽ được đập đầu cọc. Và đây là trụ bên trong, thì theo được biết đây là phần trụ B1. Thì trụ B1 đang tiến hành được lắp thép nè, lắp cốt thép để chuẩn bị làm cái phần bệ cho bệ trụ cầu. Trụ B1 thì các anh công nhân đang tiến hành lắp thép ở khu vực này ha. Thì đầu cọc đã được đập nè, lòi ra những cái phần thép và kết nối vào. Sẽ được kết nối vào và sẽ đổ bê tông phần bệ trụ cầu cho trụ B1 này. Ở trong thì vẫn còn rất là nhiều thép nè để chuẩn bị làm những công trình tiếp theo. Thì bên trong này là trụ B2, thì trụ B2 bữa giờ đã hoàn tất cái phần bệ trụ cũng mấy ngày rất là lâu rồi. Vẫn chưa thấy lắp thép hoàn thiện để lên thân trụ ha. Thì quán khuôn cũng để ở đây rất là nhiều. Trụ B3 nè. Trụ B3 thì cũng đã hoàn tất việc tháo quán khuôn mấy hôm trước.
Hôm nay thì vẫn chưa có tiến độ mới. Và khu vực phía trong này là trụ B4. Trụ B4 thì các anh cũng đang mới vừa tiến hành lắp bắn khuôn và tiếp tục lắp thép nè, để chuẩn bị sẽ cho việc đổ bê tông cái phần trụ B4 này. Đã lắp bắn khuôn hoàn tất ha, đây chỉ chờ đổ bê tông nữa. Và ở phần trụ B5, trụ B5 thì bữa giờ vẫn giữ phong độ y nguyên của đốt đầu tiên. Trụ B6 thì đã hoàn tất việc thử tải cọc khoan nhồi và cũng vẫn chưa có tiếp tục được triển khai. Trụ B7, trụ B7 thì đã hoàn tất cho việc đổ bê tông, chờ thì lắp cái phần xà mũ cho trụ cầu. Thì việc đổ bê tông cho phần trụ B7 này hoàn tất nay cũng 2-3 ngày rồi, vẫn chưa thấy có tiến độ triển khai mới. Rồi, phía tông này là trụ B8 nè. Thì trụ B8 này cũng đã được đổ bê tông 2 ngày trước. Thì hôm nay em nghĩ là các anh tiến hành để chuẩn bị tháo bán khuôn và lắp thêm thép nè. Này, hiện tại thì các anh đang lắp thêm thép để chuẩn bị cho đốt thứ tư. Này, các anh công nhân đang tiến hành lắp thêm thép cho đốt thứ tư ha. Và bên trong là trụ B9. Trụ B9 thì đã được lắp cái phần ở đất cho phần mố nền nè. Trụ B10, B11, B12, B13. Và tiếp theo thì vẫn chưa có thấy những cái phần đào hố cho bệ trụ cầu. Ở đây, ở trong đây thì các anh đang tiến hành hạ lồng thép nè. Ở đây thì hiện tại thì em vẫn chưa có xác định được là ở trụ bao nhiêu ha. Đây, các anh tiến hành kết nối thép vào và chuẩn bị hạ lồng thép. Sau khi hoàn tất việc khoan cọc nhồi đến cái độ sâu cần thiết thì hạ lồng thép thì sẽ tiến hành đổ bê tông cho phần khoan cọc nhồi này. Và đây khu vực phía ngoài bờ sông nè, sẽ làm cho trụ 14, 15, 16 ha. Thì khu vực xa xa ngoài này nhìn thấy vẫn còn những cái ống vít khoan nhồi nè. Thì hiện tại ở đây là vẫn chưa có hoàn thiện cái phần khoan cọc nhồi ở phần những cái trụ ngoài đây. Vẫn còn thiếu một vài trụ nữa ha. Đây, những cái ống vít khoan nhồi còn ở khu vực này. Và em di chuyển ra ngoài này thì em thấy cầu bộ hành để các anh công nhân kỹ sư làm việc ở ngoài khu vực trụ cầu này đã hoàn tất cái phần cầu dẫn ra ngoài trụ chính dây văng B19 nè.
Đây, phần cầu đã được kết nối đến trong bờ rồi ha. Thì các anh công nhân ở đây vẫn tiếp tục lắp cái phần lồng thép để chuẩn bị hạ lồng thép cho phần cọc khoan nhồi ở trụ B17 nè các nhà. Đây là cái cầu dẫn ra phần trụ chính dây băng, trụ B19 và những trụ khác ha. Thì sẽ giúp cho các anh công nhân và vận chuyển một số máy móc vật liệu đẩy nhanh tiến độ hơn. Đây là phần trụ chính dây băng B19 ngoài giữa lòng sông Tiền. Thì phần trụ B19 này đang tiến hành lắp thép cho phần khối đà giáo K0 nè. Ở phía bên trên thì đang tiến hành lắp cốt thép cho cái phần đốt thứ 22. Này, ở trên thì đang tiến hành lắp thép cho đốt thứ 22. Rồi, và bây giờ em cũng sẽ quay lại phía trong bờ để chia sẻ những cái hình ảnh những cái trụ cầu đang được xây dựng trong phía bờ Bình Đức để di chuyển qua ha. Và em cũng sẽ di chuyển đến khu vực của ngã ba Đồng Tâm luôn.